Chào các bác, hôm nay shop bonsai sẽ giới thiệu từ các bác chọn bộ kìm Kaposi. Thì đầu tiên em đã giới thiệu từ các bác một cái kìm cắt tỉa, một cái dòng kìm mà các bác làm vườn cũng cần, các bác làm bonsai cây cảnh cũng cần trong cái công việc hàng ngày. Thì chuẩn bị tới vụ gặt hái rồi, để các bác chọn cho mình những cái dòng kìm thương hiệu và chất lượng nhất nhé. Thì ở thời điểm này thì bên cơ sở em đang ưu đãi, đang giảm giá cho tất cả các khách hàng đặt hàng trên cái video này. Thì em sẽ báo giá luôn từng sản phẩm một để các bác tiện được tham khảo. Với cái dòng kìm Kaposi cắt tỉa cành này, bên em đang bán ra thị trường là 150.000 một chiếc. Nếu như các bác mà mua từ 2 chiếc giờ lên thì bên cơ sở em sẽ bao ship nhé. Và em sẽ chi tiết về trên cái bề mặt cái dòng kìm này để các bác khi mua được tham khảo đúng cái sản phẩm tốt. Đây các bác này, nó tên của nó trên cái dòng sản phẩm này là Made in Japan SK5 Kaposin, thông số là K0850, trên cái dòng kìm cao cấp chất lượng của Nhật Bản này nhá các bác nhé. Nhật Bản này thì bên em bán là hàng mới các bác nhé. Nhật thì nó có hàng mấy triệu mà cũng có hàng bình dân, cho nên là các bác có thể lựa chọn tất cả những cái sản phẩm ở bên shop em. Giá thì rất chi là hợp lý nhé. Em nói báo giá là cái này là 150.000 này. Và tiếp theo là cái dòng kìm cắt tỉa. Cắt tỉa này thì cái dòng kìm này thì em cung cấp ra thị trường với cái số lượng rất chi là lớn. Một cái dòng kìm dành cho các bác làm bonsai, làm cây cảnh, làm vườn. Thì đây này, nó là Japan Kaposi, thông số có đầy đủ hết nhá, là 8638 này. Đấy, đây là cái dòng kìm cắt tỉa này, cán của nó bằng nhựa trong nhá, một cái dòng nhựa cực kỳ là chắc, giúp cho các bác thì cầm nó sẽ chắc chắn hơn này. Đây là cái kìm cắt và đây là cái kìm tỉa này, để dành cho các bác làm cây cảnh nhá. Với cái sản phẩm này thì bên em bán là 200.000 trên một đôi như thế này. Đấy, các bác mà mua một đôi này và cùng một chiếc kìm này thì bên em sẽ bao ship đến tận tay các bác luôn nhá, các bác sẽ không phải trả một đồng tiền cước nào nữa cả. Một cái dòng kìm cao cấp các bác có thể sử dụng vào tất cả mọi việc. Thì ở thời điểm này thì vải nhãn, những cái cây trái trong vườn của bác là sắp sửa được thu hoạch rồi, thì các bác hãy chọn một cái dòng kìm cao cấp chất lượng để sử dụng nhé. Và giá cả của nó rất chi là hợp lý. Và tiếp theo là cái dòng Kaposi, cái dòng kìm cắt dây, cắt dây dành cho các bác làm bonsai cây cảnh. Đây, Kaposi Japan, tên tuổi của nó cùng một hãng hết các bác ạ, dòng kìm của Nhật nhé. Đây, Kaposi này thì các bác có thể cắt dây 7-8 ly ok nhá, bảo hành cho các bác, về các bác có dây bỏ ra cắt thử luôn. Đấy là phương châm bán hàng của bên em. Và các bác khi mua hàng được kiểm tra hàng thật kỹ trước khi trả tiền, đúng như sản phẩm như này, bởi vì bên em bán hàng bằng hình ảnh video, khi các bác nhận được hàng nó sẽ y như thế này luôn, không đúng thì gửi lại cho shop. Đây là cái dòng Kaposi, một cái dòng kìm của Nhật cao cấp. Thì bên cơ sở em có tất cả những cái dụng cụ về làm bonsai, về làm cây cảnh, về làm vườn. Một cơ sở cung cấp đồ chuẩn nhất để gửi tới các bác nhé. Đây là chọn bộ dòng kìm Kaposi, những cái dòng kìm cao cấp chất lượng. Để các bác mà đang cần thì hãy liên hệ trực tiếp tới bên em qua đầu số điện thoại là 0869 054 295. Các bác có thể kết bạn Zalo với em để tham khảo trước tất cả những cái sản phẩm trước khi đặt hàng. Một cái dòng kìm cao cấp Kaposi hàng vừa mới về nhé. Đây là cái tất cả những cái mẫu kìm Kaposi của bên em. Kaposi thì nếu như các bác mà dùng nhiều, các bác biết một cái dòng kìm đã có tên tuổi khá lâu rồi đấy ạ, dòng kìm cao cấp nhé. Với cái dòng kìm cầm tay này thì đã có chế độ tự mài được, vô cùng là sắc ngọt luôn. Các bác mà khi về mua về test thử luôn sản phẩm nhé. Đây, tất cả những cái đường của nó rất chi là chắc chắn và tốt này. Những cái ốc vít của nó đây, lò xo vô cùng là chắc khỏe nhé. Cán này là nhôm hợp kim, nhôm hợp kim cứng. Còn lưỡi, toàn độ là cái lưỡi này là lưỡi sắt chịu lực nhé các bác nhé. Thép chịu lực, thép trắng chịu lực, vô cùng là sắc bén luôn. Đây, đây là những cái ốc xoáy của nó đây. Đấy, nhìn qua thì các bác đã thấy một cái dòng kìm cao cấp rất chi là đẹp và chắc chắn. Với giá là 150.000, từ 2 chiếc trở lên bên cơ sở em sẽ bao ship. Vâng, thế các bác mà đang quan tâm mà cần thì hãy để lại số điện thoại ở dưới cái video này. Em sẽ trực tiếp em gọi cho các bác và tư vấn về tất cả những cái dòng sản phẩm của bên em nhé. Vâng, và
Các bác mà quan tâm và muốn theo dõi những cái sản phẩm tiếp theo của bên shop em thì các bác đừng quên ấn vào đăng ký và ấn vào chuông để mỗi lần em làm về những cái sản phẩm khác nhau các bác sẽ nhận được những cái thông báo mới nhất. Vâng, chào các bác và hẹn gặp lại các bác ở một cái video sau.